Ở tập trước, Sanji đang đứng hình vì mã gen được thức tỉnh, chuyển cảnh sang phía trận chiến của Killer và Hawkins, nhưng hình nhân thế mạng của Hawkins lại chính là thuyền trưởng của Killer. Vậy nên sát thương gây ra đều dồn lên người Kid đồng nát. Phía bên này, người chơi hệ bói toán đang tấn công thuyền phó băng hải tặc Kid. Đòn đánh đầu tiên dễ dàng bị Killer cản lại nên chẳng có ai bị thương cả. Anh ta dùng khả năng của trái ác quỷ, biến cây kiếm sang dạng rơm và điều khiển tùy thích nên đã đâm trúng Killer. Dưới ánh lửa bập bùng xung quanh, đệ của Kaido tự tin lắm, mặc dù bị thương nhưng Killer vẫn cười lớn khiến cho Hawkins rất ngạc nhiên. Thời gian quay trở lại lúc thuyền phó băng Kid bị Kaido bắt giam, lúc nước sôi lửa bỏng cận kề với cái chết thì tên Orochi mang một trái ác quỷ tới và hứa chỉ cần ăn nó thì lão sẽ cứu cậu. Để có cơ hội cứu thuyền trưởng của mình nên cậu chấp nhận lời đề nghị của hắn. Cũng do vậy mà thời gian đó Killer phải làm tay sai cho Orochi một thời gian. Trở lại thực tại, Hawkins cười lớn vào mặt Killer, vì cho dù bất hạnh cỡ nào cậu cũng chỉ có thể cười trong nước mắt mà thôi. Hawkins tiếp tục tấn công khiến cho Killer bay ra xa. Giờ đây anh như cá nằm trên thớt, nếu ra tay mà hạ được kẻ thù thì Kid sẽ mất mạng. Người chơi hệ bói toán không ngừng khiêu khích anh chơi hệ máy cắt. Lúc này đàn em của cậu cũng chạy tới đây rồi, đứng chửi rủa tên phản bội chán chê và tính lao lên giao lưu vài chiêu thức, nhưng đã bị thuyền phó băng cản lại. Nếu chém hắn thì thuyền trưởng của chúng ta sẽ đi bán muối đó tụi bay. Hình nhân thế mạng của Kid ăn một chém người thật cũng có một vết chém y chang, cứ tấn công tên này thì combo đó sẽ chuyển nhượng sang cho Kid hết. Đúng là thâm độc mà vừa phải chiến với tứ hoàng, lại còn phải chịu sự hành hạ của tên Hawkins. Bọn đàn em nghe vậy cay cú lắm mà không biết tính sao, thằng phản bội trực tiếp tấn công vào mặt Killer khiến anh bay ra. Tên người rơm cầm đằng chuôi nên rất đắc ý, đám thuyền viên nghiến răng cay cú. Nhưng giờ đây họ chẳng thể có lựa chọn nào tốt để đối đầu với hắn cả. Phía bên này Kid đang thở hồng hộc vì quá mệt mỏi rồi, thấy đồng minh có hội chứng lạ lo y tế liềm hỏi thăm sức khỏe. Nhưng không thể hiểu được nguyên nhân, cay cú bay lên hút đồng nát xung quanh tạo thành cánh tay. Big Mom cũng không kém cạnh, hai người tác động vậy lý vào nhau, chém qua chém lại một hồi nhưng vẫn chưa tới hồi kết. Hôm nay mẹ lớn sẽ cho các tân binh nếm thử đau khổ. Bà già trực tiếp ném con mặt trời về phía Kid, đúng lúc nguy cấp cha Phan Galo đã dịch chuyển cứu Kid một mạng. Ánh mắt bà già căm phẫn nhìn về phía hai thằng cháu, nhưng lúc này hội chứng đau đầu của Kid lại xuất hiện. Đang đánh nhau dữ dội mà phải dừng lại xem thằng này bị đau đầu. Nhân cơ hội này Big Mom phối kết hợp đám mây và thanh kiếm lại, thấy nguy hiểm quá lo chạy lại ném hòn đá lên mặt Big Mom. Chưa kịp hiểu chuyện gì lo hoán đổi với hòn đá và tấn công bà già, tên mặt trời thấy mẹ bị đánh, nó lao tới đâm thẳng vào anh luật khiến anh rụng như sung. Lúc này Big Mom vực dậy tung tuyệt chiêu kiếm điện chém thẳng xuống, kiếm khí trực tiếp đánh văng hai con vợ này ra xa. Trong mắt bà già, hai thằng này như mấy đứa mầm non nghịch ngợm mà thôi, cả hai cố gắng đứng dậy, vì rất khó có thể cọ sát với những quái vật như vậy trong đời. Nhưng đột nhiên Kid ve chai lại bị đau đầu nên Big Mom cả khịa dữ lắm, trong khi đó Hawkins không ngừng húc đầu vào tường. Nguyên nhân thằng Kid bị đau đầu chóng mặt là đây chứ đâu, phía bên này Kid đang đau đớn theo từng nhịp đập của kẻ phản bội. Còn Killer ra sức cầu xin tên Hawkins kia tha cho Kid và sẽ giao mạng mình để đổi lấy mạng thuyền trưởng. Giờ đây anh thầy bói đang thử thao túng tâm lý thuyền phó băng Kid. Nhưng rồi Killer đột nhiên cười vào mặt thầy bói và nói anh biết cái lèo gì, ngày xưa chính Kid đã khai sáng cho tâm hồn của họ. Mặt Hawkins kiểu á, con lợn này còn già mồm à. Sau đó hắn dồn combo liên hoàn đá lên mặt và người Killer. Nào mày có giỏi thì vào đây chém anh đi, nếu không dám chém thì hãy đầu hàng đại nhân Kaido nhà ta đi. Nhưng lòng trung thành của Killer không cho phép hắn làm điều đó, nên tiếp tục là những phát đạp của tên kia. Hắn cho rằng trong đám siêu tân binh không ai có thể đánh lại hai tứ hoàng. Nhưng đàn em của Kid cảm nhận được chính Hawkins đang hối hận vì lựa chọn của mình. Chính lúc mà Kaido rơi từ đảo trên trời xuống nơi mà liên minh hải tặc của họ đang họ. Ai nấy đều cảm thấy sợ hãi và run rẩy khi đứng trước mặt Kaido. Thay vì bật như tôm tươi thì Hawkins và một vài tên khác đã gia nhập băng bách thú. Nhưng hiện tại những kẻ bật lại Kaido vẫn đang chiến đấu ở đây, và lúc này trong đầu Killer dấy lên một kế hoạch. Còn nhà thầy bói mặt đang căng như dây đàn khi nghe Killer thuyết trình. Trong khi đó Kid ve chai vẫn đang bị mẹ lớn bón hành, mà không biết rằng bên này thuyền viên của hắn đang đối đầu với kẻ đó. Mày chém tao thì thằng Kid sẽ chết đó. Nhưng mà thằng đệ của Kid dường như ngộ ra điều gì đó nên vẫn lao lên. Ngay lúc này hắn cắt đứt một cánh tay của Hawkins. Anh thầy bói tỏ ra bất ngờ lắm vì sao có thể bị cụt tay được. Giờ đây Killer mới giải thích do Kid đã gia nhập hội người khuyết tật lâu rồi. Killer cầm cánh tay kia lên và lôi ra hình nhân thế mạng của Kid. Đây cũng chính là con hình nhân thế mạng cuối cùng của Hawkins rồi. Trong khi đó thằng Kid phát hiện ra mình không còn bị rối loạn tiền đình nữa. Lúc này anh bạn hệ chơi bói toán lôi ra tấm bài tử thần. Theo đó là một con quỷ rơm xuất hiện tấn công Killer. Nhưng mà sai lầm của Hawkins là gặp Killer người chơi hệ máy cắt. Ngay lập tức con người rơm kia đã bị chém làm đôi và mất đi ý thức. Hawkins lôi ra thẻ bài tiếp theo nhưng đây lại là một lá bài xấu. Killer vẫn đang lao tới như một mũi tên. Tốc độ quá nhanh, Hawkins không có cơ hội để né nên đã bị hạ gục. Bọn đàn em đứng bên cạnh xem vui mừng tung hô Killer. Là do số phận đã sắp xếp cả rồi. Lá bài kia mang ý nghĩa thế hệ cũ sẽ bị sụp đổ.
Bên cạnh đó, trận chiến giữa Big Mom và hai thằng siêu tân binh vẫn diễn ra ác liệt. Kit nhìn có vẻ khỏe khoắn hơn rất nhiều, chuẩn bị công kích. Tập phim hôm nay đến đây là hết. Mình sẽ tiếp tục đăng phần tiếp theo trong thời gian sớm nhất. Các bạn đừng quên bấm like video và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.